Thưa quý vị, trong 2 ngày qua, chính quyền địa phương và người dân ở Hà Tĩnh đã giúp một tài xế container tiêu thụ hơn 20 tấn xoài vì xe này bị lật nghiêng bên đường ven biển. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Trường tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào 2 ngày trước, tức là ngày 15 tháng 3 năm 2023, xe container chở 29 tấn xoài bị mất lái khi đi ngang qua địa bàn xã này. Sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã giúp tài xế tiêu thụ xoài, giúp tài xế giảm bớt thiệt hại. Theo ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Trường, trước đó vào 3 giờ ngày 15 tháng 3, tài xế 38 tuổi quê ở Khánh Hòa lái xe container chở 29 tấn xoài lưu thông trên tuyến đường ven biển của Hà Tĩnh theo hướng Nam Bắc. Khi đi qua vòng xuyến thuộc địa phận xã Đan Trường thì chiếc xe bị mất lái, khiến lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nhẹ ở vùng mặt, còn chiếc xe bị hư hỏng nặng nên không thể tiếp tục hành trình chở hàng ra cửa khẩu ở Lạng Sơn như lộ trình. Sau vụ tai nạn, chính quyền xã Đan Trường đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tài xế bốc xếp hàng. Do xe container bị hư hỏng nặng, tài xế đã đề nghị chính quyền địa phương kêu gọi người dân đến giúp đỡ tiêu thụ xoài. Sau khi nhận được thông báo của chính quyền xã, người dân đã tìm đến gần khu vực xảy ra vụ tai nạn để thu mua xoài giúp cho tài xế. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.